thật khó chứ trời chơi. Ở nhà mẹ cha sướng như tiên trên trời, giờ phải sống tôi chút toàn lo cuộc đời. Có ai hay được lỗi trên con đi vơi, rồi thời gian sẽ xóa tận hoài nghi. Chỉ cần yêu thương sẽ không lo chuyện gì. Nhiều lúc sóng gió như từng dòng chia ly, để rồi lại bên nhau như mỗi khi. Mẹ ơi lâu nay con rất muốn nói ra một câu, con rất thương mẹ dù rằng nhiều lần con rất buồn. Khi chúng ta chẳng yêu nhau cứ dần dần đâu đâu. Mong rằng những chuyện buồn này sẽ không lâu. Chẳng giàu có lắm nhưng con sẽ chẳng là lòng đâu. Mai ấm gia đình là điều tuyệt vời con mong nhớ. Khi vượt qua ngàn sông gió, qua những ngày mưa giông, gia đình vẫn là một điều anh cũng mong trở về. Cậu đây làm cái gì? Tìm mấy người. Tìm tôi làm cái gì? Công nhận người ta nói đúng ha. Chỗ bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Đáng lẽ ra là cha của cậu phải bị trước chân của má chồng tôi mười mấy năm trước kia kìa. Nè, nói năng cho đàng hoàng nha. Rất đàng hoàng. Cha của tôi thích chó, không có thích trùng. Ý của tôi á là má chồng. Hả? Tôi phát âm được rồi. Ừ, tôi xin lỗi cậu nha. Cậu có biết gì cậu á mà tôi bị đuổi khỏi nhà hay không? Cái gì? Vì cậu mà tôi bị đuổi khỏi nhà rồi đó. Chết rồi. Quần áo thì sọc sệt, ăn nói thì lung ta lung tung. Vậy là cậu bị đuổi thiệt rồi. Không có, tôi đi chơi đó. Nè, di chúc của cha. Cha tôi, cha tôi để lại toàn bộ tài sản cho anh trai của tôi. Giá trị căn nhà là tài sản là một căn nhà lắm hả? Có thể nào bớt bớt cái cảm giác đó lại được không? Tiền ai mà không ham. Của cậu hả cậu ham? Thì của chồng của tôi cũng như của tôi thôi. Chồng của cậu hay là của cậu muốn có được căn nhà này là phải có tôi. Tôi là người làm chứng. Cậu có biết á là cha của tôi đã viết cái di chúc này trong lúc không được minh mẫn, cần người viết lại và làm chứng. Người đó là ai cậu biết rồi đúng không? Ý của cậu là sao? Đáng lẽ ra cái tờ di chúc này á tôi sẽ đưa cho anh trai của tôi trước, sau đó là cậu. Nhưng mà hôm nay tôi nghĩ lại rồi, đưa cho cậu trước vẫn tốt hơn. Cậu hiểu không? Không hiểu. Cậu thông minh quá. Tờ di chúc này á không có tôi coi như là vô nghĩa. Tôi biết cậu thương anh trai của cậu mà nên... Nè, nói chuyện với tôi đàng hoàng nha. Đừng có nhắc người đó được không? Tôi nói thiệt với cậu á, người quan trọng với tôi là cậu đó. Cậu điên đâu hả? Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Thôi tôi đi về đây. Nè, về sao được mà về? Cậu nghĩ đi. Bây giờ cậu đang bị đuổi đúng không? Người bên cạnh cậu á, có ai khác ngoài tôi không? Thêm một chuyện nữa, cái tài sản này nè, nếu muốn thành hiện thực tôi cũng phải làm chứng. Tính ra sự hy sinh của cậu cũng đáng đó chứ. Cậu điên rồi hả? Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Tôi là vợ của anh trai cậu đó, cậu biết không? Cậu nhìn thấy chưa? Cậu đừng có nghĩ á, ba cái thứ này có thể thay đổi suy nghĩ của tôi nha chưa? Cậu nghĩ kỹ đi, nó là một căn nhà đó. Tôi không có nhà vậy. Bây giờ
Cục cưng uống trà. Cảm ơn. Ngủ chưa? Không khí thật là an nhàn. Mẹ, mẹ tha cho vợ của con được không? Tha cho vợ của con? Dạ. Mẹ nói mẹ không tha được không? Vậy thì con không yếu lòng với mẹ nữa. Con hỏi mẹ lần cuối á, mẹ có tha cho vợ của con không? Mẹ nói không thì sao? Cục cưng à, con thấy cũng lâu lắm rồi. Hay là hai cho tụi nó đi. Lâu hả? Bây giờ mẹ hỏi con, một ngày có bao nhiêu tiếng? 24 tiếng. Một tiếng có bao nhiêu phút? 60 phút. Cái này mới có 45 phút. Lâu chỗ nào? Quỳ tiếp đi hai đứa. Cái tội này là cái tội bỏ nhà đi, không xin phép chủ nhà. Mà phải chi mình coi chủ nhà không ra gì á thì mình hỏi ý kiến chồng mình tiếng. Gia đình lục đục ai mà xin phép được đâu. Thì không xin phép được thì mình coi ai ở trong cái ngôi gia này mình xin phép người đó tiếng. Giống như cô hồn đảng thì không được cái tên. Thì cũng gần vậy đó. Con biết rồi, con xin lỗi. Xin lỗi gì mà xin lỗi hoài vậy? Tôi la như vậy là bởi vì tôi coi mọi người ở đây như một gia đình. Một gia đình thì phải yêu thương nhau. Có nghe cái bài hát không? Mẹ là cây nến vàng, chị là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh cháy luôn cả ngôi nhà. Mày chơi với ai mà chơi? Sang trọng quá, đội thao mà vẫn uống nước. Nghĩ phẻ. Hai đứa. Chị chồng á là vui vẻ nha. Ba chị chồng. Hai đứa. Mã yêu. Con xin bác hãy đọc hết những bức thư chưa đọc của ba con, để biết rằng ba con đã hối hận và dày vò như thế nào sau khi bỏ rơi gia đình bác. Ông ấy chỉ mong một lần được bác và các con của mình tha thứ. Bác ơi, bác hãy dẹp bỏ niềm đau mà tha thứ để ba nhẹ lòng nơi chính suối nha bác. Má chồng, cậu xem đi, đẹp không? Đẹp lắm.
Má Trồn cũng là cô dâu á, là đẹp xuất sắc luôn á, đẹp nhất khu vực luôn á má Trồn. Tôi vẫn nhớ mãi khoảnh khắc ấy. Ngày xưa tôi được mặc áo cưới, ông ấy là bạn đời của tôi. Những hồi ức đó thật đẹp. Bây giờ chắc ông ấy hối hận lắm. Dạ, con nghĩ vậy. Tôi sẽ tha thứ cho ông ấy. Tôi cảm ơn cậu vì tất cả. Má Trồn, cục cưng đi ra coi. Đây là cục kỳ. Cục kẹo. À, bà yêu. Làm gì mà cứ nhào nhào vô ôm làm như là quen biết lắm vậy đó. Rõ ràng là má Trồn muốn chơi con mà. Hồi nãy còn ngọt ngào với con, bây giờ xô con té muốn lòi ruột rồi nè. Thôi, vụ gì mà cứ cãi nhau hoài vậy. Ý, cái này là cái gì? Cái chuyện của ông ta không liên quan. Đi đâu mà diện dữ vậy? Đi xa. Xa là đi đâu? Một nơi có nắng, có gió, có hoa, có cỏ mà không có cục cưng, cũng không có Barbie luôn. Hên quá, đỡ bị ám. Đừng có hận nha. Ý, ghét con. Dạ, tụi con sẽ đi du lịch xa và tháng sau tụi con sẽ cưới. Giỏi vậy. Mọi người nhìn em. Mọi người nhìn em nè. Vô. 1 2 3. Vô. Trời ơi, đứa nào cũng uống dễ sợ quá ha. Rồi, bữa nay em xin thay mặt cho đứa em xém ruột của em chúc mừng thành công bộ phim Mẹ Chồng Chàng Dâu. Mặc dù là ở công ty chúc mừng rồi, mà tại vì ở đây chúc thêm nữa. Tại vì em rảnh quá, em không có chuyện gì làm. Mà em cũng mong muốn nha, khi mà phim lên rồi đó, cái nào mà mọi người nhìn thấy nhân vật của em, biết đâu em mau có chồng. Ai cưới mau có chồng? Ai cưới thì con không biết, nhưng mà con vẫn cứ ước mơ. Bớt tạo nghiệp. Rồi nó nói là không có chuyện gì làm, không biết nói gì. Ngãi nãy giờ gì cũng nói, mà nói không biết nói quá trời nói, không biết nói gì. Nói thành tàu lao. Rảnh lắm hả? Dạ. Trả lời cái đầu đi, tàu bị ghê vậy anh. Họ chịu. Thôi bây giờ vậy nè, bây giờ ai cũng nói thôi, ai cũng dành nói vậy thôi, nói vậy tôi khỏi nói nữa. Thôi cục cưng nói đi. Má Trồn nói đi. Má Trồn nói đi. Má nói phải không? Thật ra hôm nay là trước tiên là xin cảm ơn mọi người có mặt đông đủ ở nhà này. Thật ra trong lòng rất là vui, rất là hạnh phúc khi gặp gỡ đông đủ để vinh danh con dâu của mình đó, một cái tự hào cho cái gia đình này là Zaki đó, là vợ của thằng Cường đó, mà thằng Cường là em ruột con Dương đó, hai đứa con trai tài gái sắc đó là con Hiền dâu Thảo đó. Nói chung là gia đình tôi rất là hạnh phúc được cái ngày hôm nay, là cảm ơn rất là nhiều Zaki, con dâu của má. Dạ, má Chồn kính yêu của con. Ủa, em biết nói từ chồng rồi hả? Em nói lại từ chồng á, anh nghe coi. Dạ, Chồn. Mày đâu vui cười vậy? Mà nó nói có được đâu. Nếu được thiệt tình, tao mới tập chứ bộ. Tao mới tập mà, làm gì vậy? Cái gì cũng phải từ từ chứ con ha. Dạ, ha má Chồn ha. Trời đất ơi, thân thiết quá hả? Trời ơi, má chồng với con dâu sao không thân? Dạ đúng rồi. Ôi. Không thân tao nói mẹ chồng con dâu, rồi má công tao nói này nói kia giống gì ghẻ con chồng. Dạ đúng rồi. Không có vậy đâu, thấy tình cảm đi. Tôi đây thấy tình cảm nè nè. Dạ đó. Hôn nhau đi. Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi. Chuyện má chồng hôn con dâu là chuyện rất là bình thường. Bình thường lắm. Hôn qua xa không nỗi nhớ ngút nhà. Ngút nhà. Má con thương má chồng á. Má chồng cũng thương con lắm. Dạ. Con à.
Sẵn đông đủ mọi người ở đây hôm nay rất là vui. Cái này là không phải là khoe mà là giới thiệu. Giới thiệu kịch bản mẹ chồng chàng dâu. À, do chính tay mẹ viết với sự hỗ trợ mà hỗ trợ tăng thêm lửa của con dâu yêu quý. À, sắc kỳ dạ ấy chờ đó. Để tổng hợp lại những cái yêu thương, những cái ghét bỏ, những cái cách sống của mẹ chồng đối với chàng dâu trong một gia đình. À, dạ. Cục cưng, cục cưng. Đây là bí kíp mẹ chồng hà hiếp nàng dâu. Không nói không ai nói mình câm. Ở đâu ra mẹ chồng hà hiếp chàng dâu? Lâu mẹ chồng đối đãi với chàng dâu một tình yêu. Tình yêu giữa mẹ và con. Yêu thương đùm bọc. Giờ thay chúng ta cái tay nè. Giờ còn bao giờ không? Cảm ơn ảnh Diện. Dạ. À, hay là sẵn đây á, coi có mang mấy ảnh quay nè. Gia đình mình chụp một tấm kỷ niệm. Ờ, chụp tấm kỷ niệm với con đúng rồi. Ý kiến hay quá, đây nè, con ruột không có hai người này còn không. Hay là xếp ruột rồi nha. Có mình con là con người dân rồi. Tự biết thân biết phận đi con, vậy thôi chụp người. Chụp đi. Nè, nhỏ người dân ra. Thấy con chụp chung vậy. Mọi người chuẩn bị rõ chưa? Rồi. Ok. Mẹ ơi lâu nay con rất muốn nói ra một câu. Con rất thương mẹ dù rằng nhiều lần con rất buồn. Khi chúng ta chẳng yêu nhau, cứ giận hờn đâu. Mong rằng những chuyện buồn này sẽ không lâu. Làm do quá lắm nhưng con sẽ chẳng đau lòng đâu. Mái ấm gia đình là được tuyệt vời con mong nhớ. Bước qua ngàn sông gió, qua những ngày mưa giông, gia đình vẫn là một nơi ai cũng mong chờ bên.